Chào cả nhà, cảm ơn đã đến kênh của Thảo. Thảo hiện là chuyên viên môi giới bất động sản tại vùng vịnh San Francisco. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Mình muốn dẫn cả nhà tham quan một thiết kế nhà mới tuyệt đẹp. Cùng đi với Thảo nào. Đây là một cộng đồng dành cho người trên 55 tuổi. Khu nhà có cổng an ninh với chỉ 76 ngôi nhà, tọa lạc tại thành phố Brentwood, tiểu bang California. Thành phố Brentwood với khí hậu ôn hòa, nắng ấm, ba sân golf và hơn 50 công viên, các nhà hàng rất là đa dạng. Nơi đây thật sự là một nơi tuyệt vời để gọi là nhà. Chỉ cách khu mua sắm, ngân hàng, nhà hàng chỉ có 5 phút lái xe thôi. Khi chúng ta bước vào nhà thì mình sẽ cảm nhận ngay được cái không gian mở và cái bầu không khí rất là ấm cúng. Bên tay phải của mình là hai cái phòng ngủ nhỏ. Hai phòng ngủ nhỏ này rất là dễ thương. Có thể dùng làm văn phòng tại nhà nè, hoặc là có thể dùng cho khách tới thăm. Hai phòng này được dùng chung một phòng tắm hiện đại và rất là phong cách. Bây giờ mình đi vào phòng khách thì bạn sẽ cảm nhận được cái không gian mở và rất là sang trọng của căn nhà. Một phòng khách hiện đại, phong cách. Cái thiết kế không gian mở này nó làm cho không gian trở nên ấm cúng và nó thoáng mát nữa. Từ phòng khách thì mình có thể nhìn ra sân sau, nó tạo nên một cảm giác thư giãn. Có một cái góc nhỏ bên cạnh cái phòng giặt, có thể dùng làm văn phòng. Không gian rất là yên tĩnh. Khung cảnh của sân sau thì rất là thư giãn và phù hợp cho các một cái tụ tập bạn bè, gia đình, hoặc là đơn giản chỉ là tận hưởng thời tiết đẹp ở California. Tiếp theo thì hãy cùng Thảo vào xem phòng ngủ chính. Đây là một căn phòng ấm cúng. Và có cửa dẫn ra vào sân sau. Phòng ngủ chính còn có phòng tắm rất là cao cấp và mang lại cảm giác sang trọng. Đây là nhà biệt lập có diện tích 2048 square feet, bao gồm 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm và 1 gara 2 xe.